chuối hầm bơ kê nay đi dạo hầm bơ kê thôi. Đây cầu Điện Ngũ. Đây đi giấc buổi chiều. Đường phố vẫn đông đúc hơn. Công viên phía bên trái là dân dây là chưa có hoạt động. Dân dây mà những người ta vẫn đi bộ giống dẫn đường nữa. Cầu kiểu
trong bờ kè này là dân dây hết. Đây cái cầu Liên Sĩ bên đây nó có dăng dây à. Nút dăng dây. Nói chung là có dăng không. Wow, hai bên câu cá đã. Thank you.
luôn, xuống bến. Rồi bây giờ quẹo qua Hoàng Sa, về có tình hình đường Hoàng Sa sao? Bữa giờ không có đi lâu lắm rồi, không có đi đường này. À, đầu đường Hoàng Sa. Hoàng Sa bên đây thì dăng dây rồi kín mít luôn. À, bên bờ kè. À, không có đi déo đi được. Thấy quán cá bên này phải không? Đó. Quán cá là được hết rồi. Vừa mấy chỗ này là rẻ đó. 7.000 trái còn đúng không? Nãy biết mua trong gái đúng không? Mấy quán rồi đóng luôn, quán lớn đóng hết. Đi tới đây là đi được 8 cây rồi đó. 8 cây dắt về, 8 cây nữa là 16 cây, đi vòng bờ kè là 16 cây. Chùa Pháp Hoa.
view chùa Pháp Hoa. Miếu nổi.
đánh nó đáng yêu. Chạy ở đây là 10 10